Chào mừng quý cô bác đã trở lại kênh Món Chay Của Mẹ Quê. Hôm trước em có làm thịt chay từ nấm phải không? Hôm nay em sẽ mang cái phần thịt đó đi làm một món chay vô cùng đơn giản mà quý cô bác nào cũng có thể làm được, đó là món nuôi trộn. Nuôi trộn chay ăn cùng với nước tương chua ngọt, một ít rau, một ít dưa leo và giá trụng. Topping ăn cùng thì quý cô bác có thể dùng các loại chả chay, thịt khìa chay từ nấm hoặc sườn non chay, hoành thánh chiên hoặc là tóp mỡ chay. Hôm nay em chỉ sử dụng chả chay và thịt chay từ nấm em làm hôm trước, hôm nay em mang đi khìa để ăn với nuôi trộn nha. Món này quý cô bác có thể dùng để ăn sáng hoặc ăn trưa đều thích hợp. Làm thì nhanh gọn đơn giản mà lại ngon nữa. Bây giờ thì em mời quý cô bác vào bếp cùng làm với em. Nguyên liệu cần dùng thì em đã ghi đầy đủ trên màn hình rồi ạ. Đây là nuôi, em đã nấu qua nước sôi rồi, nó đã mềm rồi. Ăn cùng thì có giá, dưa leo, xà lách và rau thơm. Đây là thịt chay từ nấm mà em đã làm ở video trước. Và một ít chả chay. Gia vị gồm có đường, hạt nêm chay và một ít sốt ướp đầu nướng. Và một ít nước tương chua ngọt. Quý cô bác cũng có thể dùng nước mắm chua ngọt nữa nha. Tùy theo khẩu vị và sở thích, quý cô bác dùng nước tương chua ngọt hoặc là nước mắm chay chua ngọt để trộn nuôi đều được. Chả chay em mang đi chiên vàng để có mùi thơm hơn. Chiên xong thì em cắt thành những miếng nhỏ cho vừa ăn. Tiếp theo em đi khìa thịt chay. Khìa thịt chay chỉ cần có một ít sốt ướp đầu nướng là sẽ thơm ngon. Sốt ướp đầu nướng thì quý cô bác có thể mua tại các cửa hàng bán thực phẩm chay nha. Em cho thịt chay vào chảo, cho thêm nước mắm chay, đường, hạt nêm chay và một ít sốt ướp đầu nướng. Đảo đều, sau đó cho vào đây một ít nước lọc. Em nấu ở lửa liu riu đến khi nào mà cái phần thịt nó thấm gia vị và nó rút khô hết phần nước là được. Phần nước đã rút khô, màu của thịt bây giờ lên khá đẹp và cái mùi cũng thơm nữa. Em sẽ chở đều tay thêm một lúc nữa, cho thịt nó khô lại một chút nữa sẽ ngon. Và như vậy được rồi ạ. Bây giờ em tắt bếp nha. Giá thì em mang đi trộn qua nước sôi. Rau thì cắt nhỏ, còn dưa leo thì bào sợi. Xếp các nguyên liệu vào đĩa, cho thêm thịt chay đã khìa, một ít đậu phộng rang, ăn cùng với nước tương chua ngọt. Như vậy là em đã hoàn thành xong món nuôi trộn rồi nè. Khi ăn thì chan nước tương chua ngọt vào, trộn đều lên là có thể dùng. Cho nhiều nước tương hay ít, tùy theo khẩu vị của quý cô bác. Rất nhanh gọn đơn giản, đã có một món chay ngon rồi phải không quý cô bác? Và em cũng rất cảm ơn quý cô bác đã bỏ thời gian xem video của em nãy giờ. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý cô bác ở món chay lần sau nha. Em xin chúc quý cô bác luôn vui khỏe nhé. Và luôn có những bữa chay thật là ngon miệng. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.